em uh, xin chào tất cả anh em mình ha, thì hôm nay em tiếp tục lên video 130 ha anh em, em xin uh, giao lưu với anh em mình một số combo ha, đây là linh sam gieo hạt uh, ghép 86 của em ha, thì mấy cái này em vệ sinh nè anh em, coi nè vệ sinh cái nó sạch sẽ nó uh, nó không uh, có mấy cái nhánh uh, Gin ha, nên cái cây nhìn nó sạch lắm, có tàn thì nó cũng ra khỏe dữ lắm rồi em bỏ khăn cho nó ra tàn bự đó, ít hơn cái mình vô nhôm ha, vô nhôm cái mình uh, À, giờ em ấm tàn á cái em vô chậu em giao lưu với anh em mình ha ấm gà thì anh em cũng ủng hộ được hết rồi nè nó chống được khúc cày ha anh em đó à, cũng cả trăm cây rồi trăm trăm cây rồi ở à, đây cũng còn ít nữa này em cũng vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi nói chung là cắt tỉa gọn gàng cho anh em mình hết trơn vì anh em mình chăm thời gian cho nó ấm tàn á cái anh em mình à, ấy thêm ha mấy cái loại đó là em lấy cái trái từ mấy cái sam này nè đó từ mấy cái cây này ha lấy trái nó cái nào à, mình bứt cái mình phơi khô cái mình bóp ra ha anh em phơi khô cái mình bóp ra đó cái mình ương cái này à, mã số 1 ha anh em một cái cây linh sam à, cái này à, sông hinh lá gí ha anh em sông hình lá gí nè cây riêng luôn ha cái này, hàng siêu mini anh em coi nè nhỏ xíu bằng ngón tay thôi ha anh em vô trong chậu nè sống khỏe cho anh em mình chơi rồi cái này nó là, là song hình lá gí siêu mini ha anh em đó hàng siêu mini chứ không phải 86 ha nhưng mà lá anh em coi nhỏ xíu như 86 luôn rồi đó cây nó nó vô chậu này cũng khá lâu rồi đó, nên lá nó rút lại nữa ha vì anh em mình chơi nhỏ nhỏ cũng thấy cưng ha anh em mà số 1 180k bao ship cho anh em mình ha hàng siêu mini ha anh em so sánh với tay giúp em đó để anh em mình khỏi bị nhầm lẫn ha anh em rễ thì nó quái lắm luôn á rễ quái ha gieo hạt cây này cũng ba bốn năm rồi đó Tiếp theo là mã số 2 anh em, một cái cây linh sam à, song hình duyên bám đá ha. Cây này em cho kẹp vô cục đá trong đây nè, nhìn cho là lạ xíu ha anh em. Đó, kẹp đá ha, tàn thì ấm hết trơn rồi. Lá thì cũng sửa sạn rút à, ra ha. Cây này mã số 2, em xin cho lưu với anh em mình là 300, bao ship có chậu luôn ha. À, linh sam kẹp đá ha. Đó, cây này anh em so sánh ha, cao gang tay. Đó, tiếp theo là mã số uh, 3 ha anh em à, bữa nay còn sót lên cây du nè đó đang bán thanh lý cho anh em mình luôn còn một cây duy nhất thôi ha anh em một cây duy nhất luôn mà hổm uh, anh em hỏi cơ còn không thì em nói hết rồi bữa nay còn sót lại một cây luôn mấy cái này em chia lại của ông anh kia của ông anh á chứ không phải uh, của em ha nên số lượng nó có mấy cây thôi à hết luôn rồi đó này mã số 3 ha em xin giao lưu với anh em mình là hai cây này là 300 thôi anh em ở hàng thanh lý nên giá nói chung là anh em siêu tầm gì chơi với một cái cây xăm hương ha một cái cây xăm hương đó, hai cây 300, mã số 3. Tiếp theo là mã số 4 ha anh em. Mã số 4 một cái cây sam hương à, Indo quái ha. Anh em coi gãy quái nè, quái lắm luôn á, nó quái gãy làm bằng gãy ha anh em. Cái này nó thiếu uh, nghĩa là ghiêu quá, anh em kiếm ghiêu gì mình đắp lên cái nữa thì nó đẹp hơn. Đó, cao thì uh, tầm gan tay ha anh em, tầm gan tay là tầm 20 cm từ đây đo lên. Đó, mã số 4 ha, em xin Zalo với anh em mình là 700, bao ship có chậu luôn ha. Hơi nắng. Tiếp theo là mã số 5 anh em, một cái cây sam hương Indo hàng quái ha. Thì cây vô trong chậu men gạn khá là duyên. Tàn thì anh em coi, cắt tỉa nó rút tàn lại nhỏ xíu luôn rồi. Ủa nó rút lá lại á, nhỏ xíu ha. Thằng quái đây nè. Đó, cái cốt anh em so sánh với cái tay giúp em. Cao hơn gan tay, gan gữ ha anh em. Cây này mã số 5 ha, em xin lưu với anh em mình là 400, bao ship có chậu luôn. Đó, quan vòng mặt sau cho anh em coi. Cây thì em vô chậu em cố định cứ ngắt à. Nên em cứ yên tâm ha hơi nắng chút xíu à. cây này mã số 6 anh em một cái cây sam hương ôm đá cây thì nó hơi còi còi xíu tại em làm em bỏ đại nó trong uh, nó 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 gặp á anh em nên nó, nó 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 hơi bị còi chút xíu thì về anh em mình chịu khó chăm thêm ít thơm thì nó đẹp hơn ha tại em mới cắt tỉa nó vệ sinh rồi sơ sơ cho nó nè về anh em mình chăm thì nó thơm nó đẹp hơn mã số 6 ha 300 bao ship cho anh em mình luôn đó, cây này khá là duyên và đẹp nữa ha anh em già lắm rồi, bám đá cứng ngắt luôn tại vì mình bỏ trong nó gặp nó bóng cây á nên không có ánh nắng á nên nó hơi xấu chút xíu vì anh em chịu khó chăm thời gian thì đẹp hơn ừ, uhm, tiếp theo là mã số 7 ha anh em mã số 7 thì một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 ha trời hơi nắng thì em đem vô trong mát cho anh em mình coi cho nó rõ hơn à, cái cây này á, ghép 86 cây này khá lâu luôn cây này thì em bị bơm ha anh em về thì nó bị bể cái chậu rồi đó cái chậu nó bị nứt rồi tại vì cái hàng đi á thì nó hơi anh em, anh em shipper thì hơi nhẹ tay xíu nhưng mà hàng về thì hơi bị mạnh tay hả anh em. Nên mấy cái nó bị da đập chút xíu thì cái chậu nó bị nứt. Thì cây này em thanh lý rẻ cho anh em mình luôn, 300 thôi ha. Cây khá là bự luôn để anh em mình coi. Cây khá là bự luôn, đẹp luôn. Đó, mã số 7 ha, 300 ấm tàn luôn nè à. anh em coi tàn khá là dày luôn rồi. Đó, cây này 300 hả anh em. Cây này khá là ngon luôn, về anh em kiếm chậu thay nữa thì đẹp. Cây thân chậu anh em coi nè, nó ra ghế. À, mã số 7 ha, 300 bao ship chậu bị nứt ha anh em anh em đặc biệt là chậu bị nứt thì anh em mình về à, chịu khó kiếm chậu khác thay giúp em à, một cái cây sam hương ha anh em cây sam hương trong chậu này ấm tàn rồi thì hôm nay em thanh lý cho anh em mình là hai trăm gửi bao ship ha hai trăm gửi bao ship cho anh em mình luôn à. mã số 8 ha à, tiếp theo là mã số 9 anh em mã số 9 thì một cái cây à, Linh Sam gieo hạt kép 86 hàng khá là to luôn ha anh em cái tàn thì nó cũng khá là bự luôn Nói chung bông hoa thì đầy đủ cũng tương đối là ok đẹp ha cây này à, mã số 9 thì em xin giao lưu với anh em mình là 600 bao ship có chậu ha anh em cây khá là to bự luôn ha để em để xuống cho anh em mình đo cái gang tay trời nó hơi nắng chút xíu hơi chói ha một gan nè anh em coi nè đó cây này cao tầm cỡ 30 mươi xăng ha anh em tàn ngang nó hơn gan tay luôn bông hoa thì đầy đủ Mã số 9 ha, 600 bao ship có chậu. Tiếp theo là mã số 10 anh em, một cái cây linh sam 86 gin. Anh em coi bệ đế nè. Đó, à, cái này gãy nơm ha, cây à, dán bài. Đó vô trong cái chậu tàu luôn ha anh em. Nói chung cây thì cũng khá là ok rồi. Thì anh em mình về chịu khó chăm nuôi thêm một cái ngọn nữa thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đó để em để xuống cái em đo cho anh em mình coi. Trời nó hơi nắng ha anh em. Anh em coi uh, chịu khó uh, giúp em ha, nó hơi chá nắng chút xíu nè. Đó cao hơn gan tay ha tàn ngang á nè một gan hai gan tay hả anh em bề tàn dài nữa đó anh em coi cụ đế nè đó cụ ha thăng nè cây này cái 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 cành này á, nó hơi cái cành lợp lọt ở trên nó hơi bị bé chút xíu thì về anh em mình chơi vừa chơi hả anh em vừa chơi mình vừa nuôi thêm mặt sau của nó ha nuôi thêm cái cành lọt nó nữa mà nó chuẩn cái nữa thì nó sẽ đẹp cái cây mình hơn hả anh em cây vô trong châu tàu khá là đẹp rồi vậy anh em mình lòng chậu á anh em kiếm chậu bự bự nó mình lòng vô mình nuôi thêm thời gian nữa thì sẽ đẹp ha bông hoa đầy đủ luôn củ đế rễ nơm nè cây này thì uh, mã số uh, mã số 10 hả anh em em xin zalo với anh em mình là 800 bao ship có chậu luôn ha cây này nói chung là khá là ok cây này em khá là thích luôn ha dáng nó bay bay nhưng mà cái cành này nó hơi yếu xíu thì về anh em chịu khó chăm thêm thời gian nữa thì sẽ đẹp lên ha à, tiếp theo là mã số 10 uh, 11 hả anh em một cái cây linh sam gieo hạt uh, gin ha cây gin thăng thì khá là quái luôn đó thăng quái lắm ha anh em cây uh, thăng quái ha thì cái cây này á uh, là green, ha em xin giao lưu với anh em mình là hai trăm gửi bao ship có chậu luôn ha anh em anh em cho về mình chăm ít thơm thời gian nữa thì cái lá nó rút lại thì sẽ đẹp ha bông hoa thì đầy đủ luôn anh em linh sam đặc biệt nó khá là thích nắng ha thì anh em về chăm cho nó kỹ kỹ xíu mình để mình nắng á là anh em tưới nước thường xuyên không nên anh em để nó khô nó chết đó ha Tất cả là cây, cây nào cũng gì trơn Để khô thì chết thôi Này mã số 12 hả anh em à, Một cái cây uh, cần thăng ha cần thăng uh, quái nè đó Cây gián đổ tàn thì khá là mịn luôn Cây này 12, em xin giao lưu với anh em Mình là 300, bao ship có chậu luôn ha Hàng mini hả anh em Cây thì tàn ấm Mịn khá là đẹp rồi Tiếp theo là mã số 13 ha Cái cây này em lên cũng nhiều video rồi Mà chưa giao lưu được luôn á bữa nay em lên cái nữa thấy nó đẹp quá trời nè cái này em mới xịt thuốc nữa ha, anh em cho nó bóng lá nó đẹp lên đó nó ấy ha nó hơi dơ dơ cái lá xíu nhưng mà ít thơm hơn thì lá mình bóng nó đẹp hơn ha ra trái quá trời luôn nè trái này thì uh, anh em cây thường chậu thì mình lặt bỏ ha để cho nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái bồ uh, bộ tàng nó sẽ đẹp hơn cho anh em để trái thì nó 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 không có đẹp cái lá đâu tại nó trái nó rút hết dinh dưỡng này cây mình xi si nữa ở cây này quái khá là ok luôn đẹp luôn á già cây nó tàn mịn ha Cây này mã số 13 Em xin giao lưu với anh em mình là 900 Bao ship có chậu ha Cây thì em đắp ghêu anh em coi nè Sạch sẽ luôn Đế thì cũng tương đối khá là ok ha Mấy cái đầu ghế này hay bị cháy, hơi bị cháy nắng ha anh em Rồi tiếp theo là mã số 14 ha Một cái cây sam hương à, quái ha Anh em coi so sánh cốt với tay giúp em ha Tàn thì cũng khá là ok rồi. Để hôm nay em đem vô mát cho anh em mình dễ nhìn hơn Nó cháy nắng quá đó, cây thì em ép chậu là em cố định nói chung là cứng ngắt luôn nên mình cầm cái thân cây thì nó cũng không rớt cái chậu ra luôn ha anh em cây này mã số 14 ha em xin giao lưu với anh em mình là 400 bao ship có chậu về anh em mình chăm thời gian cắt rẻ nữa thì lá nó rút lại nó đẹp hơn nó mịn hơn ha tiếp theo là mã số 15 ha một cái cây xăm bông hả anh em xăm bông bám đá cây này hôm nay em thanh lý với anh em mình là 1.800k bao ship ha có chậu luôn đó, 1800 bao ship à, có chậu cái này đặc biệt là sam bông ha anh em. Chứ không phải sam trái ha. Sam bông nè, nó ra bông nè. Cây này em chia lại của ông anh à, ông anh kia, đợt trước ông mua cái nhánh gì ông làm ở thì người ta báo ổng là nhánh chiếc là sam trái. Sau giờ nó sổ ra mặt bông thì à, là sam bông rồi. Nó bám vô cục đá thì cứng ngắt luôn. Nói chung cứng lắm bám vô nó là cứng ngắt luôn anh em nó ăn vô cục đá luôn rồi đó tàn ở trên nhìn xuống nè đó cao ha cao hơn gan tay tại dài cũng hơn gan tay luôn cái chậu này chắc cỡ 30 ấy, anh em anh em dễ hình dung ha chung cây này hàng xăm cháy xăm núi này xăm núi bám đá thì nó hơi khó anh em cây này xăm bông ha mã số 15 1.4 1.800k ha bao ship rồi anh em nào thích cái combo nào thì alo qua số điện thoại 0354323 996 anh em Đó anh em muốn lựa cái mấy cái khoi mà linh sam giao hạt gấp 86 á thì các à, bạn Zalo với em cái số đó luôn ha. Rồi em à, em quay video không thôi em gửi hình ảnh cho anh em mình lựa cho nó dễ. Rồi, à, em chân thành cảm ơn anh em mình nhiều ha.